Nhà
Chuông, chuông chùa, đại hồng chung. Cái kia là cái đại hồng chung thầy. Tường cổ nè. Cái gì là hán? Bằng rồi. Cái này bằng men sứ, gốm sứ cổ. Mẹ kìa. Bên đây có cây nhãn cổ, gõ cái rễ đẹp lắm nè. Bên đây nè. Bên đây quá thông nè con.
Hồi nhỏ con với mẹ chụp chụp hình nó leo lên cái rễ cái cây nhãn này nè. Đây nè. Ừ, bên đây nè, đó bên đây nè. Ủa cây này không phải cây nhãn. Nè cười coi. Cười coi nè, cười coi Khang ơi, Long ơi, nhìn ba nè. Nhìn ba nè, cười coi. Cười, vô tay chào coi, chào. Chào, chào nhìn mặt ba, nhìn ba chào nè chứ. Thôi Long. Thôi con đừng dậy lên chân, chụp hình không đẹp. Rồi, xong rồi, xong rồi. Vô chân, bỏ nước, bỏ nước, bỏ nước. Rồi 1, 2, 3 nha, cười nha. Nè cười, đó, đó quá đẹp luôn. Vô tay chào lắm, vô tay chào, vô, ừ. Nhìn ba nè. Nhìn ba nè. Rồi. Anh này đang làm gì vậy? Cái này cái gì á chứ không phải cái nhãn. Nhớ cái nhãn mà không phải cái nhãn. Cái nhãn là cái kia kìa. Thì con leo đi hết mà. Thôi ngồi gì được rồi, ngồi gì được rồi. Cẩn nha. Đó, đừng đuổi nha. Rồi rồi, nó đây gì là đợi đợi em Long leo lên đây, xong rồi chụp. Long leo lên. Rồi, được rồi, 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 rồi. Nè. Để nhìn ba kìa. Quay phim hả? Ba quay, mẹ chụp. Không, chụp cái nào. Chưa, chưa, chưa. Hả? Chụp cái nào? Thằng dưới chiếc xe cổ kìa. À. Nè, có lắm nhìn đây nè, lắm nhìn đây nè. Lắm nhìn nhìn mẹ nè. Ngậm miệng lại đi. Nghe gần kìa quá. Đẹp rồi đó, quá đẹp rồi đó, cười đẹp rồi đó. Hay hết trời. Quay mặt qua đây nè con. Đẹp quá ta, lòng đẹp quá ta. Rồi, rồi, chụp cái nữa nè, 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 nè. Đứng kế em, Khang, Khang. Rồi, đứng đó được rồi, con này, Khang Long dầm lên nè. Dầm lên nè. Nó đẹp rồi đó. Rồi, thuốc ở trên cây luôn. Giống như là ở trên đọt luôn, rồi Long quay mặt ra. Rồi, đó, quay mặt lại. Rồi, đứng, ơi, đứng đó đi, đứng đi. Ờ đứng đây đi con, rồi rồi nhúc lên này, nhúc lên này ha. Rồi nhúc lên nha. Chơi nha. Sang nhìn nè. Ờ đúng rồi, đẹp rồi đó. Đó, giống như hai con thủy tinh đây. Giống như thủy tinh đây quá. Chữ đỏ, chữ xanh nè. Khang, Khang nhìn đây nè con. Long, Long, Long nhìn đây nè. Rồi, 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 cây rồi, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Trời, bể đít luôn đó. Cẩn thận con. Quay mà
anh về cứu được con. Rồi, được rồi. Rồi qua đây coi xe cổ đi. Xe này như của Bác Hồ hay gì á. À nhà sư Thích Quảng Đức. Ơi. Xuống đi con. Xuống đi. Qua đây nè Long. Có tượng đó, có tượng xe của ổng hả? Ừ, xe của ổng á. Đẹp quá nè, tiểu cảnh này quá đẹp luôn nè. Cái này người ta gọi là địa y nè. Cái để y hả? Tức là cái loài mà nó bò nó tức là nó mọc xác nhỏ nhỉ. Họ giống muối. Xuống xe tự đổng xăng vào cà sa ngồi chiếc già ngồi tất cả đức đi vật cơ ga tự châm lửa ngọn lửa của mình. Thường Thích Quảng Đức đã dùng chiếc xe này đi từ chùa Quảng Đức tư trong lượt đường tới 4.000 độ C thật sự đều thành tro như trái tim ngày vẫn không dám đó trái tim còn nguyên nè sao lại á nè đó trái tim còn nguyên đó. Bảo tàng kỳ thì ẩn tàng đang là từ nó thì nó quá hiệu mà mẹ ơi con nhận con biết tiêu cay thì mà tại sao trái tim nó màu đen vậy? Thế này là tốt trái tim đốt 4.000 độ mà không cháy tại gọi là xá lợi á. Xá lợi là của Bồ Tát. Nhưng mà cái đó lý do tại sao vậy? Bồ Tát lại tự thiêu đó. Thích Quảng Đức. Lúc mà ông vô Sài Gòn tự thiêu đó. Ông lái chiếc xe này vô. Không biết là cây mà. Có nhà mình không có cây gì kêu mình. Có gì khỏe vậy kêu. Tiểu cảnh người ta giả làm những cái hòn nó bỏ ấy đừng con nãy giờ con tìm thấy đừng bỏ để xuống con để xuống
Bây giờ con tìm thấy quả thông chưa? Chưa. Tìm coi. Ôi, cẩn thận.